Giờ mẹ đang chuẩn bị trộn ba khía nha các bạn. Ba khía hấp dẫn chưa? Mẹ vừa mới mình sắc tỏi xong nè. Giờ mẹ cắt ớt. Gì đó. Bằng ra một ít nhỏ nhỏ. Còn một ít ớt này đây mẹ bằng nhỏ này nha. Mẹ để cho vô đó một muỗng canh đầy đường phải không mẹ? Ừ. Giờ mẹ ngã chanh vô nè. Này món ruột cũng rất là nhiều người nha. Chừng nào ăn gần ăn đó cái mình sắc khế mỏng 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 á, để vô. Nghe thôi mà thấy tê tái. Này mình cũng rửa nhiều nước rồi đó, rửa cho nó sạch. Mà trộn khế vô chạy nước giải. Lắm bà con ơi. Gì? Ăn ba khía quê ở miền Tây hả? Món này ăn cơm là phải tính là tô quá chứ không phải chén nha. Mọi người đây trộn rồi. Đó, để cho mấy cái gia vị này nó tan ra rồi nó ngấm vô đây. Chảy nước miếng. Thơm quá. Bữa nay nấu nó cơm phải thêm gạo. Xin chào bà con, ngày mới bắt đầu rồi, xin chúc bà con một ngày mới thật nhiều sức khỏe và vui. Xin mời bà con cùng dùng cơm với hai mẹ con nhà mình nha. Hôm nay á là ăn cơm kiểu đạm bạc ngày xưa là ba khía chấm với lại cơm. Bà con nghe, có nhiều người ở trong quê thì sẽ biết được cái rau này nha. Có nhiều người chắc là chưa có biết cái món rau này. Tại cái rau này là rau nó mọc dại ở ngoài trồng, nhưng mà mình khi mình đem về nhà mình đó, mình có thể cặp một cái gốc rồi mình nhận nó xuống dưới một cái mương á, là mai mốt này nó sẽ mấy ngày sau nó sẽ lên một cái loại rau ăn với lại mắm kho hay là cá kho thì rất là ngon. Xin mời bà con cùng thưởng thức với gia đình mình nha, rau đồng nội. Mời mọi người ăn cơm cùng nhà mình. Món ba khía này cũng của đồng quê luôn. Hãy subscribe.
chú chú cái cay đó. Dao này là chấm với lẩu mắm là ngon lắm bà con ơi. Cái dao này là chỉ ở miền Tây mới có thôi, mấy cái miền khác thì mình không biết, nhưng mà miền Tây thì rất là nhiều. Chấm thử cái này nha. Chua quá, cái nó được nặng mấy chanh chua. Ăn đơn giản vậy mà ngon, có ba khía ngon. Bà con ơi, sau một hồi chiến đấu thì bây giờ bà con cũng đã đánh bay cái dĩa rau rồi. Dĩa rau này, cái loại rau này đó, mà nó còn có nhiều câu ca dao đó bà con. Ở dưới quê mình hồi xưa lúc đó thì là mình còn rất là nhỏ, mới chừng 10 tuổi thôi, là cũng vào cái thời gian giống như bây giờ vậy nè, mưa xuống dài đám vậy đó, là đám con nít hay đi ra ngoài đồng á. Cái rau này là lúc trời nắng á thì nó còi cọc, nó mọc đầy ruộng hết trơn á, cho tới chừng mà trời bắt đầu mưa xuống một hai đám đó là nó non lên, cái mình nhổ mình đem về mình cặp một cái gấp giống như vậy nè bà con, mình làm cái gấp gì nè, cái mình cặp nó vô xong cái mình đem mình cắm xuống dưới giếng nước cho mất tiêu luôn, đừng có thấy nó. Năm bốn năm ngày sau mình lại mình dỡ lên là nó dài bằng này luôn vậy nè, mà nó trắng mượt luôn, nó rất là mềm như cọng giá vậy đó. Ăn rất là ngon, bởi vì cái vùng quê của mình ở đó ngày xưa đó, nó có một cái xứ đó cũng như là một cái làng ở bên đó vậy đó, là người ta kêu bằng cái xóm chắc đốt, thì có một cái câu ca dao luôn là lấy chồng gia hội bà nội không cho, lấy chồng chắc đốt ăn mắm kho rau dừa. Là cái rau dừa này nè bà con, nó người ta người dân quê trong đó người ta ít có đi chợ lắm, ngày xưa là coi như khoảng một tháng người ta mới đi chợ một lần, là gánh đồ đi ngang qua một nhiều cánh đồng vậy đó mới tới chợ. Thì khi mà người ta đi chợ đó thì người ta có con gà con vịt hoặc là trứng gà trứng vịt, thì người ta sẽ xách đem đi ra chợ để bán xong những cái thứ đó đó thì người ta lại mua nè đường, dầu hôi, rồi nước mắm. Hồi xưa thì ít có bột ngọt lắm, ít có ăn bột ngọt lắm. Rồi mua muối, mua những cái đồ cần thiết như là mỡ, chứ cũng ít có ăn dầu ăn nữa. Cái lúc mà mình còn nhỏ đó, rồi mua những cái đồ đó là đem về, là ở xứ đó đó tát đìa lên bao nhiêu là người ta đi làm mắm hết. Người ta bán những con cá bự thôi, còn cá mà cỡ 3 con mà vô 1 kg đó thì dừa nó không có ăn. Hồi thời của mình cá nhiều lắm nên người ta không có mua cái cá nhỏ nhỏ như vậy. Rồi là ở trong ruộng là bắt làm mắm hết, làm đựng nào là lu, rồi cạp da bò, rồi nhiều lắm, làm rất là nhiều để đó. Rồi qua mùa mưa xuống đó là đi làm đồng là người ta sẽ dỡ cái mắm nó ra. Dỡ mắm ra xong cái người ta mới đi bẻ cái rau dừa này nè bà con, với lại bông súng đó vô là người ta cứ ăn hết như vậy thôi, chứ người ta không có đi chợ mua rau như mình bây giờ đâu. Bởi vì con trẻ bây giờ nói tới cái đó nó không có hiểu. Ăn ở trong quê là đi chợ một tháng mới đi một lần, bây giờ như vậy chắc là chết quá à, sao chịu nổi một tháng mới đi chợ một lần.
2-3 ngày mà hôm mà cái dịch Covid đó, một tuần lễ không đi chợ là đã thấy nhớ chợ dữ lắm luôn rồi. Còn hồi xưa là một tháng mới đi một lần, có nhà đó 2-3 tháng mới đi, là chỉ có hàng xóm mà người ta đi chợ đó thì người ta cần mua những cái gì mà ít ít đó là người ta sẽ gửi đi, gửi bà con đi mua, chứ người ta cũng ít có đi chợ nữa. Cho nên hồi nhỏ mình rất là ham đi chợ đó bà con. Mà má hứa là mai cho mình đi chợ là đêm đó ngủ không có được, cứ gạo gực trong lòng là muốn lẹ lặng đi, sợ bà ngoại đi bỏ đó, cho nên nó không có ngủ được gì hết trơn. Tới chừng khuya mòn mỏi quá ngủ quên, bà ngoại đi chợ bỏ, sáng ra là khóc một buổi trời luôn, bà ngoại về là giận bà ngoại luôn đó. Thôi nói tào lao cũng nhiều, xin chào bà con nha, tạm biệt, hẹn gặp lại vào ngày mai. Xin chào, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại trong những video clip lần sau nha, bye bye.